Bốn hoàng hậu đỉnh của chóp màn ảnh Hoa ngữ, Phạm Băng Băng được đầu tư hơn 1.000 tỷ, Châu Tấn dính nhiều sam với cái tên như ý. Phạm Băng Băng tham gia đóng phim từ năm 15 tuổi, xuất hiện với loạt phim nổi tiếng như Hoàng Châu Cách Cách, Quan Âm Sơn, Thiếu Lâm Tự, nhưng vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng chỉ có thể là Võ Mị Nương trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Chỉ riêng về mặt tạo hình, chắc chắn người đẹp đã khiến khán giả được một phen mãn nhãn với khí chất đỉnh cao cùng với những trang phục tỏ rõ vẻ sang trọng và quyền lực. Được biết, Phạm gia đã đầu tư hơn 3.000 trang phục với chi phí lên tới 48 triệu USD, hơn 1.000 tỷ đồng, khiến khán giả đã không khỏi rời mắt khỏi bộ phim, biến Võ Mị Nương Truyền Kỳ thành tác phẩm cổ trang có rating cao nhất năm 2014. Không những thế, thần thái bất phàm của nữ diễn viên đã đánh bật được những tên tuổi khác để ghi tên trong danh sách những nàng hậu đẹp nhất màn ảnh nhỏ. Dù có những lùm xùm xoay quanh sự nghiệp diễn xuất của diễn viên họ Phạm, song không thể phủ nhận rằng cô nàng đã tái hiện xuất sắc vẻ đẹp kiêu sa và khí chất lạnh lùng của Võ Tắc Thiên. Nhan sắc đỉnh cao của Phạm gia vẫn thường xuyên được nhắc đến như một truyền kỳ giữa những phiên bản Võ Tắc Thiên khác. Châu Tấn, nữ diễn viên sinh năm 1974 vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng của trường phái thực lực khi là người đầu tiên nhận được bộ ba danh hiệu ảnh hậu tại giải Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã. Diễn xuất của Châu Tấn mới chính là thứ gắn liền với cái tên như ý, thuyết phục khán giả bởi tài năng diễn xuất xuyên suốt 87 tập phim. Với sự góp mặt của nữ diễn viên đã được cho là yếu tố đưa hậu cung như ý truyện đi đến thành công. Trước cuộc đời đầy cay đắng của Thanh Anh, sau này là như ý, Châu Tấn đã lột tả hoàn hảo mọi cung bậc cảm xúc từ vui mừng cho tới đau khổ và bất lực. Dùng ánh mắt nói thay nghìn tâm tư, chỉ với một cử chỉ vuốt nước mắt nhẹ nhàng, Châu Tấn cũng khiến khán giả đau đến nói lòng. Đến thời điểm này, khán giả đã quá quen với nàng như ý của Châu Tấn đến mức họ cho rằng Châu Tấn chính là như ý và như ý thì chỉ có thể là Châu Tấn. Sa Thi Mạn, sau thành công của Diên Hy Công Lược và Như Ý Truyện, hai nàng kế hậu từ hai bộ phim cũng nhanh chóng được đặt lên bàn cân. Dù chỉ đảm nhiệm vai phụ trong Diên Hy Công Lược, song nàng phi thục thận sau trở thành kế hậu do Sa Thi Mạn thủ vai chính là nhân vật gây được ấn tượng nhất nhì trong phim. Sự chuyển biến tâm lý từ hiền lành nhút nhát đến bậc mẫu như thiên hạ thông minh tàn ác đều được Sa Thi Mạn thể hiện xuất sắc. Tuy không có nhiều đức diễn bằng nữ chính hậu cung Như Ý Truyện, song mọi phân cảnh của Sa Thi Mạn đều đắt giá. Ảnh hậu TVB đã thành công khi khắc họa được bi kịch của nhân vật kế hoàng hậu, dành cả cuộc đời để yêu hoàng đế nhưng cuối cùng lại bị chính người chồng mình hết mực yêu thương ấy ruồng bỏ. Không phải Càn Long hay Lệnh Phi, chính vai kế hậu của Sa Thi Mạn mới chính là thứ để lại ấn tượng nhất khi Diên Hy Công Lược khép lại. Thái Thiếu Phân, trở về câu chuyện của hậu cung Chân Hoàng Truyện, khán giả không khỏi trầm trồ trước màn thể hiện của Thái Thiếu Phân trong vai hoàng hậu Nghi Tu, là cái tên kỳ cựu của đế chế phim ảnh TVB. Cô nàng đã thành công khắc họa một hoàng hậu uy nghiêm, tâm kế, bên ngoài hiền lành nhưng bên trong độc ác. Thời điểm đó, vai diễn của nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh tới mức chính khán giả cũng phải trải nghiệm sự giằng xé nội tâm khi vừa ghét lại vừa thương nhân vật. Thậm chí nhân vật này đã trở thành hình tượng kinh điển của Thái Thiếu Phân khi cô nàng dường như hòa vào làm một với thần thái và nội tâm giằng xé, đau khổ, mưu cầu hạnh phúc của vai diễn. Điểm qua bốn gương mặt trên, khán giả mới bồi hồi nhớ về những thước phim cổ trang từng một thời là mình thổn thức. Với dòng phim này, hoàng hậu chính là người quyền lực nhất, đôi khi cũng là ngọn nguồn của tất cả những tranh đấu nảy lửa bên trong hậu cung. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho vai diễn này rất cao, vừa cần nhan sắc bất phàm, vừa cần diễn xuất cực tốt. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Uh-huh.